chuyện gì sao? Không biết, máy tính đơ rồi. Ừ, để tôi xem thử coi. Ê, mấy cậu bị nhiễm virus rồi. Tập tin dự án của cậu cũng bị nhiễm virus luôn. Không sao, tôi có bản sao chép, để ở văn phòng. Ừ, được rồi, để tôi lấy cho. Ừ. Vậy tôi xin phép thuyết trình dự án trước. Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Ông Takahashi thấy được không? Để không mất nhiều thời gian. Mời cậu. Thế giới đang chuẩn bị bước vào giai đoạn già hóa dân số. Đó là già hóa dân số. Số lượng người cao tuổi ngày càng nhiều, cần phải được chăm sóc chu đáo. Điều đó khiến cho lĩnh vực kinh doanh và y học và chăm sóc người già đang trở thành xu hướng toàn cầu. Cho nên tôi xin phép giới thiệu Jay Chanwell Nursing Home. Dự án viện dưỡng lão là một dự án tầm cỡ chục tỷ dành cho những người cao tuổi và giàu có tới nghỉ dưỡng. Chi phí của mỗi người trong hàng tháng gồm tiền thuốc, tiền khám bệnh, tiền ăn sẽ vào khoảng 70.000 bạc. Giá này chưa bao gồm phí đăng ký. Còn phòng nghỉ dưỡng của chúng ta giá thấp nhất khoảng tầm 6.900.000 bạc. Dự án viện dưỡng lão là dự án tầm cỡ chục tỷ dành cho những người cao tuổi có điều kiện vào nhà dưỡng. Giá mỗi người trong một tháng bao gồm tiền thuốc và tiền ăn sẽ là khoảng 70.000 bạc, chưa bao gồm phí đăng ký vào. Còn phòng nghỉ, giá thấp nhất từ khoảng 6.900.000 bạc.